Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Kỳ Hải từ thủ đô Washington. Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, mùng 1 tháng 4, 2016, Dow Jones 17.792.75, With Today cộng 1.58% và Year Today cộng 2.11%. Nasdaq 4.914.54, With Today cộng 2.95% và Year Today trừ 1, S&P 500 2 072.78 week today cộng 1.64% và year today, cộng 1.41%. Giá vàng là 1.223 đô la 70 cent một ounce căn cứ vào thứ sáu mùng 1 tháng 4 2016. Giá dầu thô 36 đô la 70 cent một barrel căn cứ vào thứ sáu mùng 1 tháng 4 2016. Giá xăng là 2 đô la 061 một gallon căn cứ vào dự kiện từ công ty AAA thứ 6 mùng 1 tháng 4 2016. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương với 0.8776 của euro, 6.48 của đồng nhân dân tệ Trung Quốc và 67.67 .67 của đồng rubble Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm 31 tháng 3 2016, 30 năm cố định là 3.71%, 15 năm cố định 2.98%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016, có 276.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 11.000 so với tuần lễ trước đó. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016, Mỹ có 2.173.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 7.000 so với tuần lễ trước đó. Tỷ số thất nghiệp tăng lên mức 5% trong tháng 3, 2016, so với 4.9% trong tháng 2, 2016. Kinh tế Mỹ Thị trường chứng khoán Wall Street tuần này cả ba chỉ số đi lên với Dow Jones tăng cộng 1.58%, Nasdaq tăng cộng 2.95% và S&P 500 tăng cộng 1.64%. Cùng ngày thứ sáu, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 3.55%, Hồng Kông Hang Seng giảm trừ 1.34%, Shanghai Composite tăng cộng 0.19%. London FTSE 100 giảm trừ 0.47% và DAX của Đức giảm trừ 1.71%. Sự giao động của thị trường chứng khoán trong đầu năm 2016 và sự mất niềm tin vào quỹ dự trữ liên bang đã đưa giá vàng tăng 16.5%, nghĩa là khoảng 1.234 đô la một ounce trong 3 tháng đầu năm của 2016. Đây là tam các nguyệt sáng giá nhất của vàng kể từ năm 1986. Giá dầu tuần này xuống còn khoảng gần 37 đô la một barrel. Giá xăng đã tăng thêm 6 sen một ga lông tuần này và tăng 30 sen một ga lông trong tháng 3. Giá xăng trung bình cuối tuần là 2 đô la 061 một ga lông và đã lên liên tiếp trong 21 ngày. Đồng đô la tiếp tục hạ giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng rubble của Nga. Sự kết hợp của giá dầu đi lên và đồng đô la giảm giá là một dấu hiệu tốt cho thị trường việc làm và kinh tế Mỹ. Tháng 3 vừa qua, kinh tế Mỹ đã cung cấp 215.000 việc làm. Đây là dấu hiệu tốt, nhưng tiền lương chỉ gia tăng 2.3% so với một năm trước. Điều này thật đáng thất vọng vì kinh tế Mỹ đã cung cấp hàng nhiều triệu việc làm mới trong hai năm qua. Thường thì số việc làm đi song hành cùng hướng với tiền lương. Chẳng hạn, năm rồi tiền lương đã tăng 2.6%, nhưng năm nay lại mất đà. Số việc làm thì gia tăng nhưng nhiều người muốn tìm việc làm toàn thời gian lại chỉ có được việc làm bán thời gian với lợi tức thấp hơn. Những người này hiện nay chiếm đến 9.8% so với thời kỳ trước cuộc khủng hoảng 2007 chỉ có 8%. Khu vực chế tạo đã mất 29.000 việc làm trong tháng rồi. Phản ảnh kỹ nghệ chế tạo đã bị chậm chạp trong những tháng vừa qua. Đây là con số mất mát lớn nhất trong một tháng trong ngày này kể từ năm 2009. Ngành hầm mỏ của nó mất 12.000 việc làm vì bị ảnh hưởng bởi dầu mất giá. Ngành xây cất và săn sóc sức khỏe mỗi ngành thêm 37.000 việc làm. Ngành bán lẻ cũng đã cung cấp thêm 48.000. Kinh tế thế giới Tuần trước đã có một diễn biến rất quan trọng đã xảy ra tại Nga. Theo ông Andrew Kramer, trưởng văn phòng đại diện của báo New York Times tại Moscow cho biết, kinh tế Nga đang trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, vì thâm thủng ngân sách do dầu bị mất giá trong gần 2 năm qua và sự tốn kém lớn lao cho chiến tranh tại Syria, bán đảo Crimea và Eastern Ukraine. Tin tức gần đây đã cho thấy tổng thống Vladimir Putin của Nga đã cho lần lượt rút quân đội và phi cơ về nước để giảm bớt gánh nặng tài chính cho nước Nga. Đồng thời chính phủ Nga đã cho áp dụng sắc thuế mới cho ngành dầu khí nhằm gia tăng ngân sách quốc gia đang bị thâm thủng hiện nay. Tình trạng này có thể sẽ gây hệ quả làm suy giảm tiềm năng quân sự, suy sụp kinh tế và gây bất ổn chính trị tại Nga trong thời gian sắp tới. Ông Yegor Gaida, cựu quyền Thủ tướng Nga thời kỳ 1992, đồng thời cũng là kinh tế gia và chính trị gia của Nga, đã có nhận xét sau đây. Giá dầu, chứ không phải cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ mới là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ Liên bang Xô Viết. Kính thưa quý khán giả, Bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.